Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bầu chủ tịch nước mới để cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an, giữ ổn định chính trị. Ngày 22 tháng 10, BBC tiếng Việt bình luận lý do bầu chủ tịch nước mới mà không để tổng bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm. BBC nêu vấn đề, đại tướng Lương Cường đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thay cho ông Tô Lâm. Vì sao ông Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm hai chức vụ nữa? BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander Vung Viên từ Mỹ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng cho việc sát nhập nhất thể hóa hai chức vụ cao nhất, tổng bí thư và chủ tịch nước. Theo giáo sư, ý tưởng về chuyện sát nhập hai chức vụ kể trên sẽ được đem ra tranh luận trong hai thập kỷ qua, nhưng chưa bao giờ trở thành quan điểm chiếm ưu thế trong giới lãnh đạo Việt Nam. Và đây là hình bình luận trên BBC. BBC cho biết trong lịch sử chỉ có ông Hồ Chí Minh ông Trường Trinh, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm từng kiêm nhiệm cả hai chức vụ lãnh đạo đảng và nhà nước. Trong các trường hợp Trường Chinh, Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, việc giữ hai chức danh này chỉ là giải pháp tình thế sau khi Chủ tịch nước hoặc Tổng bí thư đương nhiệm đột ngột qua đời. Do đó, các trường hợp này chưa thể coi là nhất thể hóa. BBC dẫn phân tích của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trả lời báo Việt Tham mới đây, cho rằng nếu đường lối chính sách vẫn do đảng quyết thì việc tổng bí thư giữ chức chủ tịch nước chỉ là việc kiêm nhiệm chứ không phải nhất thể quá. Giáo sư nói với BBC rằng chính ông Trọng đã phản đối việc nhất thể quá cho rằng việc tập trung quá nhiều quyền lực vào tay một cá nhân là không tốt. Và sau khi ông Trọng qua đời, ông Tô Lâm có lẽ đã không thể thuyết phục được giới lãnh đạo đảng nhất thể quá sự tập trung quyền lực tạm thời của mình. BBC dẫn phân tích của giáo sư Katia từ Úc cho rằng Ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức Tổng Bí thư từ năm 2011, đã kinh qua và gánh vác một khối lượng công việc nặng nề hơn nhiều so với vị trí Chủ tịch nước. Do đó, ông dễ dàng làm tròn trọng trách cả hai vị trí này. Ngược lại, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 5 năm 2024, chưa đầy 3 tháng sau ông lên làm Tổng Bí thư. Và đây là hình Tân Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ nhậm chức ngày 21 tháng 10. Giáo sư Alexander cho rằng việc lựa chọn ông Lương Cường làm Chủ tịch nước còn phản ánh nỗ lực duy trì cân bằng quyền lực trong đảng giữa công an và quân đội. Sự cạnh tranh xoay quanh cán cân quyền lực giữa hai lực lượng vũ trang của chính đảng theo tư tưởng Lenin. Đảng muốn quay lại với tứ trụ, một sự sắp xếp cần thiết cho lãnh đạo tập thể của đảng. Sự lãnh đạo tập thể này đã ổn định đời sống nội bộ của đảng trong nhiều thập kỷ, vì vậy đảng không muốn làm lung lay nền tảng này, ông Alexander nói. Giáo sư Katheye nói với BBC rằng Quân đội muốn cân bằng quyền lực với công an nên mới đề cử người của mình vào vị trí chủ tịch nước. Ông Taylor nói thêm, ông Tô Lâm là tổng bí thư đầu tiên xuất thân từ công an và việc cân bằng tìm kiếm sự ủng hộ giữa các phe phái sẽ là bài toán cho ông. Vì vậy, việc để một đại diện được cho là của phía quân đội giữ chức chủ tịch nước sẽ giúp xoa dịu tránh xung đột nội bộ. Giáo sư Taylor cũng lưu ý, tuy bộ chính trị có nhiều ủy viên đi lên từ bộ công an nhưng không có bằng chứng gì cho thấy những người này một lòng đoàn kết, bắt tay nhau dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm. Cho nên, sự cân bằng giữa hai lực lượng vũ trang là có, và nó đã có từ lâu nay, nhưng cán cân không phải nghiêng hẳn về bên công an. Theo BBC, các nhà quan sát đánh giá, Bộ Chính trị sẽ sớm phân công một ủy viên Bộ Chính trị giữ chức thường trực ban bí thực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin bầu chủ tịch nước mới để cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an, giữ ổn định chính trị. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khi đảng còn kiên định chủ nghĩa xã hội, đất nước còn khốn cùng. Ngày 22 tháng 10, blog Trần Văn trên Vway tiếng Việt bình luận: Xây dựng chủ nghĩa xã hội cho ai và Đảng thật sự vì ai? Tác giả dẫn lại tuyên bố của ông Tô Lâm: Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Mọi sự phấn đấu của Đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tác giả nhận xét: Vào lúc này với hiện trạng kinh tế xã hội như đã biết, và đang thấy đa số người Việt có thể tự trả lời với sau cuộc sống của họ có ấm no và hạnh phúc hay không. Còn với đầu thì không cần ngoái lại phía sau hay ngóng về phía trước, chỉ cần nhìn vào những sự kiện mới nhất, tự nhiên sẽ nhận ra đối tượng nào mới là chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối và sự phấn đấu của đảng. Và đây là hình bài trên blog Trân Văn VOA. Tác giả đề cập đến việc thanh tra chính phủ vào trung tuần tháng 10 này đã công bố kết luận của đợt thanh tra về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019. Theo đó, cả 8 trường hợp bị thanh tra đều xảy ra sai phạm nghiêm trọng đến mức cần phải chuyển cho công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự. Tác giả lưu ý, đợt thanh tra vừa đề cập chỉ là một trong nhiều đợt thanh tra về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa. Doanh nghiệp nhà nước từ trung ương đến địa phương là một trong những yếu tố khiến quốc gia lụn bại đến mức trung ương Đảng khóa 10. Từ năm 2006 đến năm 2011, phải quyết định xóa bỏ tình trạng doanh nghiệp nhà nước độc quyền, hoặc được hưởng đặc quyền sản xuất, kinh doanh như then chốt của nền kinh tế. Tuy nhiên, tác giả nhận định, cổ phần hóa lại tạo ra một loại đại họa khác. Nhiều cá nhân, nhiều nhóm đã biến tài sản nhà nước thành tài sản riêng mà cả thanh tra chính phủ lẫn kiểm toán nhà nước cũng phải thừa nhận đã gây thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng. Song tác giả cảm thán, Trung ương Đảng khóa này từ năm 2021 đến năm 2026 vẫn xác định phải duy trì doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt vì kinh tế nhà nước là công cụ là lực lượng vật chất quan trọng nhằm đảm bảo bản sắc của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bất kể báo cáo của chính phủ về hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020 tiếp tục cung cấp thêm nhiều số liệu đáng giận vì tổng vốn đầu tư tăng mà tổng doanh thu và lãi vẫn tiếp tục giảm rất sâu. Và đây là hình một tổng công ty nhà nước thua lỗ triền miên. Tác giả bình luận, dù thực tế buộc giới lãnh đạo đảng phải đẩy doanh nghiệp nhà nước từ vị trí chủ đạo của nền kinh tế sang vai trò then chốt, dù được bơm hàng ngàn tỷ đồng và đã hút gần như toàn bộ nội lực quốc gia, song doanh nghiệp nhà nước chỉ dẫn đầu về chỉ số nợ, tổng nợ trên tổng vốn. Tác giả Mỹ Mai sau việc làm quốc gia khánh kiệt, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã mở thêm lối cho nhiều đảng viên trung kiên trở thành tư sản đỏ qua cổ phần hóa. Tác giả cũng đề cập đến việc vào năm 2022 Thủ tướng đã phê duyệt đề án cơ cấu loại doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 mà mục tiêu chính là thu hồi ít nhất 248.000 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và trả nợ công trong 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Đề án này khiến nhiều người băn khoăn bởi ước đoán số thu tối thiểu chỉ khoảng 248.000 tỷ đồng, rõ ràng là quá khiêm tốn. Trở lại với kết luận mới nhất của thành tra chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, tác giả đánh giá khi đảng còn kiên quyết đeo đuổi mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội để duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối thì nội lực quốc gia còn thất tán và sự khốn khổ không có điểm dừng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khi đảng còn kiên định chủ nghĩa xã hội, đất nước còn khốn cùng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.